Thật ra mình nghĩ ai cũng rất cần bảo hiểm để bảo vệ tương lai vững chắc, nhất là người trụ cột. Đặc biệt, những ai càng nợ thì càng phải có bảo hiểm. Cái này, mình nói thiệt, tự đặt câu hỏi nếu đang nợ ngân hàng mà tầm khoảng chục tỷ, mà mình có gì thì ai sẽ trả nợ chục tỷ đó, hay là phải bán luôn tài sản để trả nợ rồi con cái không còn điểm tựa. Minh chứng cho việc này là khu vực mình luôn đều đặn có những khách hàng đang là chủ doanh nghiệp hoặc đang kinh doanh ký những hợp đồng mệnh giá lớn, đủ để cover khoản nợ đang có. Hồi trẻ, ngồi nói chuyện với cô mình, cô có nói với mình một câu: tụi con còn trẻ, cố gắng làm, phát triển bản thân, từ từ lấy chồng cũng được. Quan trọng là tiết kiệm rồi còn dư hãy xài, đừng xài rồi còn dư mới đi tiết kiệm. Ngẫm thấy đúng. Nên là đối với mình, việc tự mua cho mình một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ như là cách giúp mình tiết kiệm kỷ luật đều đặt. Mỗi tháng vậy đó, vừa đảm bảo có một khoản tiết kiệm sau 15-20 năm mà trong suốt thời gian đó vẫn sẽ được bảo vệ 24/24. Đó là lý do tại sao từ ngày làm bảo hiểm thì mọi người thấy mình rất là enjoy và năng lượng hơn rất nhiều. Đầu óc thoải mái thì làm gì cũng hiệu quả mọi người. Chúng ta hơn nhau ở sự sắp xếp. Tuổi thọ trung bình của người Việt hiện nay khoảng là 75 tuổi. 25 năm đầu đời chi tiêu nhiều hơn thu nhập. 25 năm tiếp theo thu nhập có thể tốt nhưng trách nhiệm cũng không ít. Khi chi trả cho các khoản học hành, giao tế, con cái, mua sắm tài sản lớn, phụng dưỡng ba mẹ. 25 năm cuối dù ra ta thường không có sức bật thu nhập như tuổi trẻ, con cái cũng đã lớn không khôn tự lập. Các khoản đầu tư trước đây vào nhà, chứng khoán, tiền gửi, bảo hiểm xã hội, công ty và các khoản tích lũy giá trị hoàn lại bao năm trong bảo hiểm nhân thọ sẽ là thứ mình rút ra dùng dần trong cái tuổi hưu an nhàn, trong khi mọi chi phí chăm sóc y tế đã được hoạch định đâu ra đó.